Ok. Một bài đi anh, để ai nhột thì kệ. Khúc nào tâm đắc đó anh, khúc nào tâm đắc đó anh. Thôi mình hát bài đi. Chơi Long hát thôi nha. Không, nói chung với cái này thì anh Long hát thì hát, còn không hát thôi cũng là để cho anh Long mình có một cái gì đó để anh hát, chứ như là đứng chỗ đây mà anh hát cũng thấy kỳ kỳ. Nên là thôi, khỏi hát đi anh ơi. Anh Long hát hát nha. Hồi nãy hát cũng anh mà bây giờ không hát. Hát đi anh Long. Hát đi anh Long. Hát anh Long. Lâu lâu mới được anh Long hát đâu, dễ gì đâu, mua vé còn chưa gặp được bỏ gỡ gì nữa. Rồi ok một, hai, ba. Ai nhột thì kệ người ta, ai comment thì kệ người ta, đừng có quan. Giờ hát cái gì nói đi. Thua một cái giờ. Vô, hai, ba. Hát cái gì nói đi. Hát cái gì nói đi. Một người dân, đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ân. Mà tại sao ta anh em một nhà, chung một dòng máu, xanh nhau đủ đều, rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu. Sao nè? Anh em như bát nước đầy, gà chung một mẹ chớ hoài đá. Em ngủ luôn. Bật mí giùm em một đoạn ở trong cái MV Nhắn Vàng cho mọi người nghe một đoạn nha. Rồi, mọi người ở đây là muốn nghe một cái đoạn demo của mình ở trong một cái đoạn cái lúc mà cậu hát thì nó sẽ như thế nào. Demo. Để nhớ cho đồng đồng. Trời ơi, giác sáng này đầm lên quá. Giống như cái clip hôm qua mới lên xu hướng. Rồi bây giờ là cái bài hát Nhẫn Vàng là kết hợp với con. Thì nó giống như con Long, là Long nuôi nó từ nhỏ tới bây giờ mà khi mẹ nó mất mà. Cho nên mặc dù nó kêu mình bằng cậu là mình cũng giống như cha rồi. Đúng phải không? Cậu là cha. Quyền huynh thế phụ mà. Đó, cho nên là thôi thì con cháu bây giờ cũng mê ca hát. Thì thôi hy vọng rằng những cái sản phẩm của Trương Vinh ra đời ra mắt đó, thì quý vị khán giả cũng nên ủng hộ một đứa con, một đứa cháu của rồng nhỏ Kim Tiểu Long. Mẹ nó mất rồi, Long nuôi dưỡng nó từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, thì bây giờ nó đi theo cậu, cậu cũng như là mẹ giống như là cha. Thì thôi bây giờ con hát được thì khán giả yêu mến con thì cậu vui, cậu hạnh phúc thôi. Bây giờ hát một câu ở trong MV Nhẫn Vàng nha. Con có một câu nào con hát vô đi. Con hát cái câu của con đi. Cậu hát cái trước rồi con hát câu sau sao. Ơi họ ơi, người ta đã phụ mình, giờ chẳng còn tin vào hai chữ chung tình. Ơi họ ơi, từ đây hết dám yêu ai, phận đời ngang trái, lỡ yêu sai ngờ. Là mọi người nghe nhớ ủng hộ MV Nhẫn Vàng giùm em nha. Quá ủng hộ luôn. Chỉ là dưỡng đạt, không dưỡng đạt còn dữ hơn nữa đó. Hát đồm lên, đồm lên. Đồm lên là do anh Kim Tiểu Long, cô em không có đâu. Giờ tới em đi. Em không có chạy trước được. Ở giờ anh Long không tiếc sao vậy ta. Con cứ hát đại đi. Anh là giờ anh tạo cái TikTok nó làm quốc em là 5 kilo luôn. Nếu mà hát nhiều quá thì nó bị lộ mọi người ơi. Hát một đợt. Giấu đi cái lương đó là 5 giây thôi. Một đoạn cái lương đó là ok rồi mọi người ơi, để cho em làm báo chí tùm lum tà la nữa mọi người. Một đoạn một đoạn cho mấy câu mấy chữ đi. Giờ hát đoạn nào con cũng không biết rồi, giờ con quên bài. Cái đoạn là gần cậu quá. Tự nhiên sao đơn khúc này vậy đó. Khúc đầu mày làm mất mặt tao quá à. Cha đã lên tiếng rồi, cha đã lên tiếng rồi con. Mấy anh hát với em quá à. Không ngờ cha đã lên tiếng rồi. Nhớ chứ anh vô nhớ thì anh Kim Tiểu Long hát bài Tiền Bạc Như Voi đi. Mình bật mí cái đoạn demo đi anh. Cái đó là cái bài hát Thua Một Người Dân Ba. Đúng rồi. Bởi vì nói tới Kim Tiểu Long là có giống như là
có từng tập với mình xem phim bộ á, thì từ đây về sau có những cái bài hát hay mà cái đúng nghĩa đúng lý đúng tình đó, thì thí dụ thua một người dương một, thua một người dương hai, thí dụ là thua một người dương một là tới thua một người dương hai là anh em bỏ nhau sau đành đúng không, rồi bây giờ là tới thua một người dương ba là gọi là tiền bạc như voi đó. Hát nữa hả? Bữa quá nghiện rồi. Vậy hả? Dạ. Hy vọng ghi được cái khúc bỏ chút xíu vừa cái nha. Bây giờ mình ca thử khúc tiền bạc như voi thử ca thua một người dương ba các bạn nghe thử rồi nha. Dạ. Tiền bạc như voi mà ai cũng mê tiền. Cuộc sống sang giàu tình người cao quý biết bao. Tiền là phù du ai ơi chớ gieo oán thù. Những quả nhan tiền chớ đừng gieo bao nghiệp quan. Quá hay cho anh chàng có ta anh em ơi. Vỗ đùi vỗ đùi. Kim Tiểu Long mãi đỉnh. Mãi đỉnh. Kim Tiểu Long mãi đỉnh. Hát mãi. Hát mãi. Bây giờ là hy vọng là một ngày nào đó anh em mình sẽ đi chung một chiến xe về quê nặng ố bóng tre. À, đúng rồi. Anh trời chết luôn. Nhớ nàng Út cũng không che quá bà ơi. Phải đi Đà Lạt. À, ngày 10 tây anh phải về Đà Lạt, anh phải về mẹ Quan Âm. Rồi xong anh về trở lại thì trước khi về Mỹ thì anh sắp đứng lịch về dưới quê. Để mà về ăn một bữa cơm gia đình nữa trước khi anh đi về lại Mỹ. Cảm ơn. À, hả? Rồi ai muốn chụp hình thì vô chụp đi nghe. Để mai mốt là ảnh về Mỹ không có chụp được đâu đó. Về Mỹ là không có chụp được đâu. Không dễ gì thấy hơn chụp cho tôi. Đúng rồi đó, lưu niệm đi, ai muốn chụp thì vô chụp nha. Bây giờ là về Mỹ là có chụp đâu. Khán giả vào chụp mình với anh Kim Tiểu Long nha, cô chú anh chị ơi. Che vụ cho nàng Út rồi vô chụp ảnh luôn nè, đó. Chụp cái đó. Ok luôn. Kéo cam vô đi. Rồi vô. Ok. Anh Quy vô chụp luôn cả. Rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.